Đấy. Cái biển hiệu này ở đường Vành Đai 4 đây có cái biển đây này. À đây có cái địa chỉ đây cô. Đây người ta in vào cái biển này đây này. Đấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Việt Đức, đường Vành Đai 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương. Đấy. Bây giờ vào bên trong này nhá. Vào bên trong xem mà có quay được tí nào ở bên trong không? Bên trong người ta có cho vào không? Có cho quay không? Nếu mà đang đi mà thấy biển nhá. Thấy biển cấm quay camera thì mình phải đi ngay, phải ra ngay nhá. Không quay nữa ngay. Đấy. Chỉ quay ở những cái khu vực nào mà được phép thôi nhá. Ở khu vực không có biển cấm quay. Không có biển cấm chụp hình và quay camera thì quay. Đấy, còn những khu vực nào mà có biển cấm thì thôi. Người ta đã đặt cái biển đấy rồi mà còn quay nữa thì không thì hỏng hết bánh kẹo nha. Đây là vẫn bên ngoài thôi, vẫn khuôn viên bên ngoài thôi. Đấy, thế nên là không nhìn thấy biển cấm chụp hình và quay camera. Đấy. Đấy. Quay thật chậm để cho mọi người nhìn này. Đấy, những chỗ ngoài này chắc là chỗ mà để sinh viên các thứ ra ngoài. Ôi đây có mấy anh Tây rồi. Tây. Đây có một anh Tây. Một anh Tây và ba chị Tây. Đây. Đấy, khuôn viên. Đấy. Bây giờ khoảng tầm 6 giờ chiều rồi đấy, 18 giờ. Đây. Đây. Ba anh Tây. Hello. Cười thôi. Anh này chắc anh nghe người Đức đoán vậy, trường đại học Việt Đức mà. Trường đại học Việt Đức, chắc người Đức thì phải nói tiếng Đức. Đấy, mình. Đây có cái cây gì hay phết. Nhìn trông lạ lạ, xòe ra. Bên trong kia thì không được vào rồi nhá, bên trong kia thì không được vào rồi. Thôi thế là mình ra nhá. Quay thế rồi. Đấy. Đây bảo vệ đứng đỉnh. Đấy là qua cái cầu này chắc là phải có gì. Sinh viên thì sinh viên thì qua cái cầu đấy được. Còn mình là người ngoài không qua cái cầu đấy được. Thôi thì có khi là mình đã quay lại coi như thế là cái video giới thiệu về cái trường đại học Việt Đức là tọa lạc ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn đây là cái cổng trường thì mặt tiền đường Vành Đai 4 nhá. Thôi thế bây giờ mình dừng video ở đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Thân ái chào tạm biệt. Merci beaucoup.